anh Dương tìm được điện thoại 5 đến 6 triệu có cấu hình cao hơn iPhone 11. Anh tìm được, em kêu cả lớp em sắp kênh anh. Kha đâu rồi? Đi vào đây. Kim Ngân có phải là bạn học lớp em không? Đúng rồi anh. Ôi đúng bạn học lớp em luôn à? Lớp em đã sắp kênh anh hết chưa? Hết rồi đấy. Ôi, sắp hết rồi thì trả lời câu hỏi này làm cái gì? Thế bây giờ thì có nên trả lời không Kha? Thôi em nghĩ có nên trả lời cho bạn anh vui anh ạ. Cứ trả lời cho bạn em vui. Nhưng mà chết rồi. 5 đến 6 triệu mà lại tìm điện thoại cấu hình cao hơn iPhone 11 thì là điện thoại gì? Căng phết nhỉ. Em đã tìm điện thoại gì chưa? Nghĩ cho anh cái, khó nhớ quá nhờ. Redmi Note 11 Pro. Redmi Note 11T Pro anh ạ. Đấy, nói mà lại còn bị vấp đến 3 lần như này. Thôi rồi, anh mời em đi ra nhá. Rồi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là một câu hỏi khá là thú vị đến từ bạn Kim Ngân. Thực ra ấy, là mình nói là như này này. Đấy là nếu mà lấy cấu hình mà của điện thoại Android ra để mà so sánh với cả iPhone ấy, thì rất là buồn cười, nên mình nói luôn. Bởi vì là iPhone nó luôn luôn có những giá trị riêng của nó. Nhưng rõ ràng là từ 5 đến 6 triệu chúng ta vẫn có thể tìm được điện thoại có cấu hình đấy nhá. Mình không nói đến trải nghiệm nhá. Ở đây nó sẽ chỉ nói đến cấu hình thôi, mà nó cao hơn iPhone 11. Vậy thì điện thoại đó là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đấy, giống như vừa rồi admin Kha vừa mới nghĩ đến lần thứ 3 đấy. Đấy là Redmi Note 11T Pro với mức giá là 5.790.000 đồng tại điện thoại hay.vn. Điện thoại là một trong những đơn vị mà bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ rồi. Và ngoài ra nữa thì với cái mức giá này thì các bạn sẽ không cần phải bỏ thêm một xu nào để mua bảo hành vàng. Nghĩa là đã rẻ hơn các cửa hàng khác khoảng 500.000 tiền mua bảo hành vàng rồi. Đấy là còn chưa kể là các bạn cũng không cần phải bỏ ra thêm một xu nào để mà mua cái chênh lệch màu sắc cả. Bởi vì các bạn thích màu nào thì cũng vẫn chỉ có mức giá này mà thôi. Các cửa hàng khác các bạn lại phải thêm vào đấy vài 300.000 nữa để mà chênh lệch màu sắc. Đấy, thì đây là lý do tại sao điện thoại 2.vn luôn luôn là cái đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường như thế. Rồi thôi, quảng cáo xong rồi, chúng ta sẽ vào với cả cái video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên ý, là về hộp phụ kiện thì rõ ràng là Redmi Note 11T Pro sẽ hơn hẳn so với cả iPhone 11 rồi. iPhone 11 là hộp phụ kiện có cũng như không để bảo vệ môi trường. Nên là về hộp phụ kiện thì Redmi Note 11T Pro có những gì nào? Có một cái ốp lưng dẻo trong suốt là không bảo vệ môi trường, chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà thôi. Đấy, nó cũng sẽ có một cái sạc rất là nhanh, 67W, nhanh hơn rất nhiều so với cả sạc của iPhone 11, mặc dù iPhone 11 không có sạc đi kèm. Tiếp tục nữa, chúng ta sẽ có một cái chiếc điện thoại mà nó có màn hình mình đánh giá là cũng đẹp hơn iPhone 11 đấy. Tần số quét cao hơn, nó cũng lớn hơn, giúp cho giải trí cái thứ nó tốt hơn, độ sáng cũng cao hơn, lại còn có cả Dolby Vision cái thứ nữa, tần số quét 144Hz. Thế còn về hiệu năng thì sao? Theo cái bảng xếp hạng chip bây giờ ấy, thì cái con chip Apple A13 của iPhone 11 hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 16. Còn Dimensity 8100 của Redmi Note 11T Pro đang xếp ở vị trí thứ 11. Đấy, tuy nhiên là trong cái quá trình trải nghiệm thực tế thì nó sẽ có hai cái điều xảy ra như này. Đấy là nếu Redmi Note 11T Pro mà sử dụng ROM gốc thì nó sẽ bị bóp hiệu năng và thể hiện không tốt bằng iPhone 11 đâu. Đấy là về con chip. Nhưng nếu mà nó up một cái phiên bản ROM quốc tế, nếu mình nhớ không lầm là của con Poco X4 GT thì phải, đấy, thì nó sẽ cho trải nghiệm nhỉnh hơn iPhone 11. Nhưng nếu mà cái con chip mà chúng ta đánh đồng là xem như nhau đi, thì cái phần bộ nhớ trong tối thiểu của Redmi Note 11T Pro nó đã hơn so với cả iPhone 11 rồi. Đấy, bởi vì bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã là 128GB, trong khi đó thì iPhone 11 bộ nhớ trong tối thiểu chỉ là 64GB thôi. Khá là tù túng, và tất nhiên iPhone 11 thì cũng không hỗ trợ thẻ nhớ đâu. Còn về lý thuyết thì thậm chí là Dimensity 8100 còn được đánh giá ngang hàng với Snapdragon 888, cơ nó thấp hơn 888 một bậc thôi. Đấy, thế anh em cũng cần phải chú ý. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ nói về camera. Thì cái Redmi Note 11T Pro nó có thông số camera to hơn, nhưng trải nghiệm thì lại không tốt bằng iPhone 11. Đặc biệt là về trải nghiệm quay video và thu âm, đấy là mình cũng nói luôn. Còn về thời lượng pin thì rõ ràng là Redmi Note 11T Pro sẽ có thời lượng pin tốt hơn, sạc nhanh hơn, kháng nước kháng bụi cả hai con đều có, nhưng rõ ràng là iPhone sẽ tốt hơn hẳn rồi. Loa ngoài là loa kép, cả hai con cũng đều có. Còn về thương hiệu thì iPhone sẽ tốt hơn. Nhưng rõ ràng nếu mà tổng hòa về thông số thì Redmi Note 11T Pro đang là cái điện thoại mà mình đánh giá là nhỉnh hơn iPhone về mặt thông số đấy nhá.
Đấy. Thế còn nếu mà các bạn hỏi mình là lựa chọn mua sổ nào ấy, thì mình cũng nói luôn, đấy là quan trọng nhất là số tiền chúng ta có là bao nhiêu thôi. Chứ còn cái iPhone 11 bây giờ hàng mới của nó cũng loanh quanh tầm 10 đến 11 triệu rồi. Gấp đôi tiền luôn, đúng rồi, gấp đôi tiền so với cả cái Redmi Note 11T Pro này. Thì rõ ràng đấy lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác rồi. Còn chúng ta sẽ lựa chọn iPhone 11 khi nào? Khi chúng ta có tiền, khi chúng ta thích iPhone, khi chúng ta thích một cái điện thoại mà mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng, có nhiều phụ kiện đi kèm. Đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn iPhone 11. Còn sau khi đã trả lời xong câu hỏi này của bạn rồi, thì bạn nhớ bảo các bạn ở trong lớp bạn nhớ sắp kênh mình nhá. Úi dồi, bây giờ mới để ý luôn này, liên quan luôn đến chiếc Redmi Note 11T Pro này. Đấy là nếu mà các bạn mua hàng vào ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 tại riêng cửa hàng Điện Thoại Hay ở 208 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều quà và có cơ hội bốc thăm trúng luôn cái điện thoại Redmi Note 1T Pro đấy luôn này. Đấy, còn những anh em nào mua hàng online thì sẽ luôn luôn có quà nhé. Thì thông tin thì mình đã để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả video này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.